Gonsi. Gonsi. Hello, xin chào bạn Gonsi. Chào. À, chào các bạn chứ con. Rồi, hôm nay bạn Gonsi có đi đâu nhỉ, làm gì nhỉ? Cho các bạn biết nào. Thế á. Các bạn ơi, hôm nay thì nhà bạn Gonsi sẽ có hai việc liền. Việc đầu tiên ở ba việc à? Việc đầu tiên đấy là hôm nay thì cả nhà sẽ chuẩn bị quần áo này, rồi là đồ đạc để về quê Bắc Ninh. Hôm nay sẽ về đấy là ăn dỗ bà nội. Đấy, thì bây giờ mẹ của bạn Gonsi đã chuẩn bị đồ các thứ rồi. Hả? Ừ, cầm về chơi nhá. À, ui, sao ấy vào điện thoại một thế? Đấy, thì cầm cả đôi dép đấy về cho anh. Đấy, sau đó thì ăn dỗ xong thì sẽ lại di chuyển sang Hải Dương về thăm bà nội nữa. Và nhưng mà nhiệm vụ hôm nay thì rất là gian nan, bởi vì bây giờ anh đã phải đi ra đón hai chị của bạn Gonsi, đó là bạn Sanxi và bạn Balosi đang đi học tiếng Anh ở trung tâm Va Phara. Đấy, sau đó lại phải đi mua ghế quạt mang về quê để cho nó đỡ nóng nữa các bạn ạ. Đấy, vì thời tiết rất là nóng, nhiều quê lại không có điều hòa. Đấy, các bạn thấy chưa, ở về quê không có điều hòa mệt lắm, nóng lắm. Đi bây giờ về là muộn rồi đấy các bạn, vì hôm nay các bạn Balosi, bạn Sanxi đi học ấy, không thì về từ sáng sớm rồi các bạn ạ. Đấy, mẹ xong chưa? Đi thôi nha. Rồi, bạn Gonsi, cháu lên xe đi. Lên xe đi. Ô, cầm chìa khóa chưa? Đây, chìa khóa nào đây? Đây là chìa khóa nào đây? Thôi cầm cả sang, cầm này về. Đấy, bên nhà mình á. Thế bà ra bà vào nhà mình là của gì? Hả? Có ơi, có không cầm sữa cun về uống à? À, sữa Ovaltine này. Cầm về đi đường uống đi. Đi ô tô các bạn. Rồi bấm đi. Rồi các bạn ơi, vậy là đã khóa cửa xong rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng đi nha. Đưa bố cầm chìa khóa cho. Đi rồi, lên xe. Phải đi xe máy ra ngoài đấy để đồ, nhiều đồ quá. Đi. Bà Gonsi xong chưa? Sẵn sàng chưa? Trời ơi, mẹ lâu thế. Cầm cả cái ghế hỏng về đấy các bạn, cầm về ghế hỏng về cho ngựa ở quê sửa để làm ghế ngồi các bạn ạ. Đi, đi ra, cái đấy. Không chết được chứ. Rồi các bạn ơi, vậy là bà Gonsi cho đồ lên đi. Uầy, bà Gonsi mở được cốp xe lên kìa. Thôi, mở gì cao thế. Cho lên. Con gấu để lên trên. Nào, cho được cái gì, cho hộp Ovaltine trước. Rồi, cho lên. Còn gì nữa. Cho cái ghế. Bố đưa đây, bố cho. Ôi, mọi người. Còn đấy, cho cái. Cho đây. Ôi, quả bị rơi rồi. Rồi các bạn ơi, nhìn lại hai bố con đã có mặt ở trên ô tô rồi. Tuy nhiên thì hai bố con đang ngồi ở đây chờ mẹ bạn Gonsi. Thì mẹ Gonsi đang đi mua đồ, không biết đồ gì. Đấy. Bây giờ khi xuống xe đợi nhỉ. Ok. Rồi nè. Úi giời ơi, mở to thế. Đóng á, ok. Giờ bạn Gonsi trong lúc chờ đợi thì bạn Gonsi sẽ chơi cái phi tiêu. Mở ra, kéo ra.
Ờ đóng mày à. Rồi, ok. Được rồi, thế này rồi. Phi đi, sao kia phi à? Phi đi, phi xem bà con gì biết phi không? Phi mạnh à? Hả? Không, chỗ này là rộng rồi. Phi mạnh nào nhá. Phi mạnh nào. Ơ? Rồi, phi đi xem nào. Phi xa, ôi ôi, phi kiểu gì đây? Ôi, chết đi, mất rồi. Phi ra ngoài xa cái kìa. Đây là bạn Godzilla này. Đấy. Rồi các bạn ơi, về mẹ bạn Godzilla lại đi mua. Ủa dồi, mua lắm nóng nóng ấy. Mở ra ấn vào. Đấy. Chặt rồi. Thôi kệ nó thôi, để vào đi. Các bạn nhìn ô tô chật nứt luôn. Bà con xí phải phi mạnh nào, phi đi, phi thử mà. Úi dồi ôi. Không để lên trên, để lên trên một túi. Rồi. Vướng cái gì ấy nhỉ? Chưa được. Lên xe. Đi rồi, đi rồi. Thôi, không phi nữa, lên xe. Để đẩy người ta vào nhé. Các bạn ơi, anh Gato đang trên đường về quê này các bạn. Các bạn. Giờ này về thì hơi muộn. Phải làm về, ông cũng mắng. Bạn còn làm gì mà bạn có vui thế? Hôm nay tôi đi chơi. Bạn có hôm nay được về quê. Vừa về quê Bắc Ninh lại vừa về quê Hải Dương. Thế nên là bạn ý rất là vui luôn. Vì lâu lắm rồi bạn ý không được về quê. Mấy tháng rồi? 2 tháng rồi à? Đấy, bạn ý nhớ chính xác là 2 tháng rồi bạn ý chưa được về quê. Nên hôm nay về bạn ý vui lắm các bạn ạ. Đây là đường về quê nhà bạn Hôn Si này. Các bạn, hôm nay là thứ 7. Cái gì đấy? Hôm nay là thứ 7. Ôi, hôm nay là thứ 7 gì nữa? Nhất. À, hôm nay là thứ 7, ngày mai là chủ nhật. Và ngày kia là thứ 2, mùng 1 tháng 9 các bạn ạ. Mùng 1 tháng 9 theo kế hoạch ban đầu của trường cấp 1 và cấp 2 thì các bạn Gonsi, Bluesi và Silenci sẽ bắt đầu đến trường tập trung các bạn ạ, để nhận lớp và nhận cô giáo mới. Thế nên là hôm nay dù được nghỉ cũng rất là ít rồi, bố mẹ cũng rất là bận rộn, nhưng mà bố mẹ cố gắng sắp xếp cho các bạn đi về quê một ngày để thăm ông bà và về Bắc Linh dỗ cụ nữa các bạn ạ. Vì sang tuần là các bạn ý đã bắt đầu năm học mới rồi, lúc ấy sẽ rất là bận luôn. Đấy, bạn cò hôm nay thì được về từ nhà bố mẹ, còn các chị thì phải đi học. Nhưng mà bạn cò vẫn nhớ là mang em sushi về cho chị Hải Linh. Để cho chị Hải Linh tối đi ngủ có em sushi ôm các bạn ạ. Con có bố mẹ ôm rồi còn gì? Có bố mẹ đều ôm rồi còn gì? Bạn ơi, bây giờ thì anh Gato sẽ ghé qua cây xăng để đổ xăng các bạn ạ. Đấy, hai bố con nhà Gato này các bạn này, trông có giống nhau á? Không, mình là Gato. Thế hai bố con nhà gì? Gonzi à? Đây là Gato, còn đây là Gonzi. Gonzi giới thiệu là bố thì là Gato, con thì là Gonzi. Con tên là cò. Bạn cò có những tên gì hả con? Con có mấy tên tất cả? 5 tên á? À? Là tên gì nhiều thế? Một là tên cò, hai là tên Gato, ba là tên Gonzi, bốn là tên thật. Tên thật là gì? Tên thật. Đấy, bạn cò này. Một là Gato này, hai là Gonzi này, ba là cò, và còn có một tên thật nữa là Hải, Hoang Hải. Cúc là Hải.
Húc Hoàng Hải các bạn ạ. Với cả Ngôn Di. À, với cả Ngôn Di. Đấy. Bạn ý sang năm là học lớp 1 rồi mà năm nay nói học nhú học ngô ra. À, không phải. Thực ra năm nay bạn cò nói đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Năm ngoái mỗi lần bạn ý nói là mẹ phải ngồi dịch một lúc mới ra, nhưng mà năm nay là nói một cái là mẹ hiểu luôn là nói gì, không còn bị ngọng nữa. Đấy, thế là anh Kato đã đổ xong xăng rồi các bạn ạ. Không phải là con nói ngọng. Ừ, mẹ đính chính lại nhá. Bạn cò bây giờ hết nói ngọng rồi, không còn nói ngọng nữa. Không nói ngọng một chút nào luôn. Ở hồi xưa bạn cò cũng chả nói ngọng chút nào. Chắc là mẹ nhớ nhầm. Đang ngủ mơ. Ừ, đang ngủ mơ được chứ sao. Có vấn đề gì đâu. Ngôn Si. Ngôn Si.